hello xin chào các bạn và các anh chị tới e uh, club thì uh, hôm nay thì mình cũng uh, muốn uh, chia sẻ mọi người về thị trường để chúng ta có một cái uh, cái nhận định để chúng ta hiểu cho rõ về thị trường như thế nào trong cái mai không thì uh, hôm qua hôm qua thì các bạn và các anh chị thấy là thị trường chúng ta là có một cái uh, biến động giá rất là lớn và đã tăng lên rất là mạnh, không? đã tăng lên rất là mạnh rồi. thì mình thấy là hôm nay có một cái nến doji như thế này, không? có một cái nến doji và thanh khoản thì cũng không quá gì đột biến. cho nên là mình thấy là có uh, với với một cái nến này thì phải là có thể là trong thời gian tới nó sẽ có một cái điều chỉnh hay không? thì mình thấy đối với lại nhìn vị ở đây thì phải là đang là một, có một cái hỗ trợ ở cái vùng 1016 cho tới ở cái vùng 125 ở 110 thì để mà làm tròn được thì chúng ta cứ nhớ là 1015 cho tới vùng 1025 thì mình nghĩ là những cái điểm mà điều chỉnh đó là cái cơ hội mua đó, cơ hội mua cho các anh chị và các bạn có thể là kiếm được lợi nhuận trong cái thời gian tới trong một cái gọi là cận tết thì tại sao như vậy thì các bạn cũng sẽ hiểu là gì là mình cũng có hay nói mọi người là thị trường ta là đang về mặt dài hạn rồi đúng không mặt dài hạn thì em thấy là đã một cái sự quá ao rất lớn như này thì em thấy là đã gọi là vùng à, tạo đáy dài hạn rồi thì cho nên là nó cần có một cái nhịp à, tích lũy thế này hiểu không và khi bạn thấy tích lũy thì à, nó cần có một cái thời gian thì biến động tới ở những cái vùng may ở đây thì mây to ở đây thì em thấy là đó là một cái bệ đỡ để cho nó có thể tăng hay không và À, nếu mà nhìn nếu các bạn mà xét nhìn về cái kênh xu hướng đúng không thì mình thấy là thị trường chúng ta vẫn nằm trong một cái kênh à, kênh giá giảm như này đúng không một cái kênh xu hướng giảm như này thì nó vẫn chưa à, thoát khỏi kênh này thì nếu mà nhìn gần hơn thì mình thấy là à, nếu mà tích lũy tốt bên vùng này thì mình thấy là có thể là đó, là tới cái chỗ may này nó có thể break đi hay không đó, đó là chúng ta thấy là sẽ là một cái điều kiện tốt đối với thị trường đúng không còn thị trường ta có một cái nhịp điều chỉnh thì mình nghĩ đó là một cái rất là tích cực để chúng ta tham gia vào. Còn cứ tăng như này thì gần như là ít người tham gia và mình thấy là cái lực bán và chốt lời sẽ nhiều hơn. ở thì tại sao như vậy nhé các bạn? Thì à, các bạn nhìn qua những cái vùng giá mà ở đây đúng không? Thì mình thấy là khi sau khi tăng những cái nhịp tăng mạnh như này thì bạn thấy là áp lực về cái mặt À, ngắn hạn ở đây đang có à, áp lực về mặt ngắn hạn ở đây đang có cho nên là những cái việc qua ngày mai à, thì chúng ta thấy là đang có một cái hình thái à, cái vùng gọi là cái vùng cân bằng à, cái vùng cân bằng ở đây à, thì à, có thể là nó sẽ à, điều chỉnh đó, điều chỉnh đâu đó qua những cái vùng này à, những cái vùng này đó. thì các bạn thấy là đây là nó đang vượt qua thì nó cũng sẽ Trở thành hỗ trợ và cũng đang có những cái sự à, tích cực ở đây đó những cái sự tích cực ở đây đó nhưng mà nhìn về mặt ngắn hạn thì mình thấy là đang có một cái sự tích lũy như này thì với những cái hình thái này thường thường mình thấy là sẽ có một cái nhiều điều chỉnh về thì mình thấy là mình cũng không nghĩ là nó sẽ về 1025 nhưng mà chúng ta thấy là nhìn như thế này thì nó có thể điều chỉnh về ở 1030 thì chúng ta sẽ nhìn nhận với cái biên như thế nào thì các bạn phải nghĩ là một cái biên ở cái vùng 1030 từ 1030 từ 1030 cho tới vùng 1015 hoặc 0115 đó là sẽ làm cái vùng là một cái vùng là hỗ trợ tốt cho thị trường nếu mà có cái nhịp điều chỉnh để xảy ra và chúng ta thấy là đây là một cái vùng hình thái mà như các bạn biết là đây là anh em hay nói đó là cái vùng hình thái khách sạn cũng như là một cái vùng cân bằng đó thì em thấy là với những cái nhịp tích lũy như thế này đúng không với cái nhịp tích lũy như thế này à, thì À, với cái đường TK này mở rộng ra thì thấy là khi mà ở đây không đi lên nữa đúng không thì nó sẽ có một cái nhìn chỉnh à, điều chỉnh về đây và tích lũy tốt hơn và lúc đó thì bạn thấy là gì à, những cái đường này nó sẽ không có gãy khúc nữa mà nó sẽ tạo ra những cái sự hội tụ đúng không? thì ở đây bạn thấy là với những cái sự hội tụ này đầy đủ đầy đủ hơn à, thì lúc đó nó sẽ có một cái nhịp và tăng mạnh mẽ hơn đúng không và thấy là nó sẽ cũng cũng không còn một cái kháng cự gì với cái mặt ngắn hạn nữa mà nó là sẽ là một cái vùng kháng cự cho ở cái vùng đỉnh này đó ở những cái vùng đỉnh ngay chỗ này đó là một một nghìn một nghìn một mà chúng ta đã đi tới ở đoạn trước đúng không chưa vượt qua thì cái đó là mới là cái điều mà chúng ta hướng tới đó là cái điều mà chúng ta hướng tới còn những cái giai đoạn mà ngắn ngắn như này thì mình nghĩ cũng là một cái đợt đoạn mà rất hấp dẫn để cho các bạn và các anh chị đầu tư. Đó. À, điều chỉnh là đầu tư. Mà tại sao như vậy mà? Đó là các bạn phải hiểu là gì? Là khi mà đây thì chiều tạo đáy thì nó có một cái nền. Đó, cộng cái nền thì như bình tĩnh ở đây thì nó cũng phải là 6 phiên. sáu 6 phiên giao dịch nếu các bạn là, là chịu đựng được trong tầm đó thì hôm nay nghĩ là còn 5 phiên nữa. 5 phiên sắp tới thì nó rơi vào thứ tư tuần sau đó bạn. Đó, thứ tư tuần sau, có nghĩa là thứ năm thứ sáu, rồi thứ hai thứ ba thứ tư tuần sau thì còn năm phiên giao dịch nữa, thì tính ngày mai, cho ngày mai luôn. đó thì nếu mà ngày mai mình thấy là không điều chỉnh thì chúng ta cứ canh ở những cái vùng này, đó, canh những cái vùng này, mình thấy là, bạn thấy là sau đó để cái đường này nó sẽ tạo ra một cái đường phẳng, thôi, tạo nó cái đường phẳng thì đó chính trợ, một cái hỗ trợ cho chỉ số Việt index chúng ta. đó, thì mình thấy là À, khi tăng đúng không đó, các bạn diễn giải là các bạn thấy là à, tăng lên và sau đó có một cái nhịp điều chỉnh đó, thì như cũng trùng khớp với là những cái mà chúng ta thấy là dùng fibo chẳng hạn mà thấy là dùng fibo về những cái vùng lên đây hồi phụ này thì nhịp điều chỉnh về 50 phần trăm này là hợp lý đúng không còn như mình thấy cũng có thể là à, nếu mà điều chỉnh về ở cái vùng 61 phần trăm như thế này thì đó vẫn là hỗ trợ đúng không các bạn thấy là đây là cái vùng mở um, chín năm năm x đúng không chín năm x chín thì đó là những vẫn là một cái vùng hỗ trợ như mình thấy đó là cái vùng may nếu mà điều chỉnh về đây đúng không ở à, may chỗ này à, thì như đây thấy là nếu mà giờ đây nó sẽ yếu hơn mà về vùng này nó lại hấp dẫn các bạn đúng không còn chúng ta thấy là gì là nó điều chỉnh xong về những cái vùng fibo này thì thấy là nó nó sẽ có những cái nhịp tăng lên đúng không bạn có thể nhìn thấy như này nè đó, mà nhiều Fibo bạn cũng sẽ đo được nó sẽ tăng được tới đâu đó ít nhất nó cũng sẽ quay trở lại đâu đó ở những cái vùng này và có thể thậm chí à, lên những cái vùng này ở tận 1.000 à, 1.200 đó 1.200 trước Tết đó các bạn dùng Fibo bạn thấy đo được những cái, cái đoạn này của thị trường có thể lên đâu thứ nhất là 1.100 đó ít nhất là bạn thấy là nó cũng à, về ở cái vùng 1.120 và xa hơn vẫn là 200 và cái vùng 1.200 là mình cũng hướng view cho mọi người đó là cái vùng mà thì đúng về đó mình đó là mình kỳ vọng như vậy bạn ha còn thị trường ta thấy là đây nó cần thời gian thôi hiện tại là gần đây sắp tết rồi à, thì còn hết tuần này là hai tuần nữa là sẽ tới tết âm lịch mình nghĩ là tích lũy tốt thì chưa đi xe quay và tích lũy tốt trong tới nửa tuần sau là cái cơ hội thì chúng tăng cho nên là mình kỳ vọng là nếu mà có những cái nhịp điều chỉnh là cơ hội để các bạn vào hàng thôi cho nên là các bạn đừng có lo lo ngại quá, lo lo ngại quá về tết nếu các bạn không biết uh, làm gì thì mình nghĩ đây là là những cái đẩy dài hạn rồi cho nên là chúng ta cứ mạnh dạng mà thoải mái mua thôi cái khó của của mình là là gì các bạn? Đó là chính xác điểm, chính xác điểm cho các bạn anh chị thôi chứ còn các bạn mua giải ngân từng phần thì mình rất là ok còn uh, bạn mà chưa mà biết tìm kiếm những cái cổ phiếu như thế nào thì các bạn có thể là zone với mình đúng không đó là mở tài khoản với mình tại SI hoặc là F để chúng ta có thể là zone vào cái room của mình room khách hàng của mình như là room của ITB để chúng ta có nhiều mặt phiếu để chúng ta chọn hơn đó khi mình thấy là có chúng ta được những cái 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 lợi thế đó thì chúng ta là lựa chọn những cái cổ phiếu nó sẽ hấp các bạn anh chị hơn đúng không thì mua cái gì cũng phải có chiến lược là đầy đủ để chúng ta mua cho nó an toàn và à, cho nên là mình nghĩ là ở những cái giai đoạn này các bạn nào chỉ có tiếc nhất là những cái bạn nào đang đã bán mất hàng thôi đã bán hết hàng thôi chứ còn chúng ta còn cổ phiếu thì mình cứ cố gắng thôi cố gắng nắm giữ thôi tại vì các bạn biết ở vùng đấy thì nó tương đối nó chậm thôi chứ còn cái cơ hội của thị rất lớn vì à, chúng ta thấy là thị trường chúng ta vẫn đang nằm trong một số đó gọi là xu hướng tăng về mặt dài hạn nha bạn chứ còn ngắn hạn thì vẫn đang là trong một cái kênh đau trên không oh, cái... ok đó là những cái gì mình muốn chia sẻ người à, mong là các bạn để lại cho mình một cái like và một cái comment đó và đặc biệt là mình à, những cái chia sẻ hữu ích của mình thì các bạn có à, ủng hộ mình bằng cái việc tài khoản Tài s hoặc s 2 ha và các bạn thấy uh, hợp lý à, ok ok gọi là giữ được cái nhiệt huyết này Cảm ơn mọi người rất là nhiều và lại mọi người vào những cái chương trình live buổi sáng lúc 10 giờ 15 nha. Bye hẹn gặp lại.